Xin kính chào quý vị và các bạn. Do chịu ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 2, nên đêm qua và sáng sớm nay, khu vực tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi có dông. Đến trưa chiều, trời giảm mưa và tạnh ráo dần và có nắng gián đoạn. Nhiệt độ lúc 13 giờ trưa nay phổ biến từ 30 đến 32 độ, còn độ ẩm dao động từ 68 đến 95%. Dự báo đêm nay và ngày mai, thời tiết các nơi trong tỉnh phổ biến là đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ban ngày trời nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Do mưa lớn nên lũ lên, bà con sinh sống quanh khu vực sông thời gian này tuyệt đối không đánh cá, vớt củi, không đi qua ngầm tràn khi nước đang lên và chảy xiết. Còn bây giờ thì bản tin xin được chuyển sang phần dự báo thời tiết ba vùng trong tỉnh trong đêm nay và ngày mai. Vùng đồi núi phía Tây, trời nhiều mây, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa vài nơi, trời nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 33 độ. Vùng đồi Trung Du, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 26 đến 33 độ. Và vùng đồng bằng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 27 đến 33 độ. Và cuối bản tin ngày hôm nay là phần dự báo thời tiết các vùng trong tỉnh 3 ngày tới.